Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu đến các bạn module RFID HZ1050-125kHz. Ngoài ra, trong video này thì nhóm review sẽ giới thiệu luôn đến với các bạn là chúng ta có một module RF 125kHz, chúng ta có một Arduino Uno. Ở đây chúng ta có hai LED báo trạng thái. Đây chúng ta có module L298 để điều khiển động cơ, mở cái ổ khóa này. Ở đây chúng ta có màn LCD, ở đây mình sử dụng là màn LCD 2004 kết hợp với lại module chuyển đổi giao tiếp I2C cho LCD. Đây. Thì module chúng ta sẽ hoạt động như sau. Ở đây mình có 3 thẻ RF dùng với module này. Thì ở đây có hai thẻ này. Ở đây mình có hai thẻ này mình đã mã hóa, tức là hai thẻ này sẽ được module nhận diện. Và đây là một thẻ mình chưa mã hóa. Thì sau đây mình sẽ tiến hành quẹt cái thẻ đã được mã hóa. Bạn nhìn thấy trên LCD sẽ hiện mã thẻ và hiện là cửa đã mở. Đồng thời ổ khóa chúng ta sẽ xoay về trạng thái mở. Đấy. Thì sau một thời gian, module của chúng ta sẽ tự động trả về và đẩy ổ khóa về trạng thái đóng. Đây các bạn thể thấy. Đây, mình sẽ thử tiếp cái thẻ còn lại. Đây, nó sẽ báo mã thẻ và báo cửa đã mở. Đây, còn đây là thẻ chưa được mã hóa thì mình sẽ đưa vào. Các bạn thể thấy ở đây sẽ báo là mã thẻ sai, đèn đỏ sáng. Đây, các bạn. Đây, còn khi đưa thẻ đúng vào, đèn xanh sáng và cửa mở. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách nối dây của bộ sản phẩm này. Thì đầu tiên module RF 125 của chúng ta thì sẽ sử dụng là nguồn 5V. Ở trên module các bạn sẽ thấy ở đây có chân 5V, chân GND, chân D1, D0 và chân TX. Đấy, thì chân 5V và chân GND thì các bạn sẽ cấp nguồn. Ở đây thì các bạn sẽ chỉ cần kéo một chân TX từ module RF này về với chân RX ở trên Arduino Uno. Đấy, chúng ta sẽ cần 3 dây để cấp nguồn và lấy tín hiệu từ module RF này. Còn module L298 thì mình sẽ thực hiện là việc là cấp nguồn 12V DC qua heater ở đây. Các bạn có thể thấy là chúng ta có chân VDD và chân GND ở đây thì các bạn sẽ cấp nguồn 12V. Đấy. Ở trên module L298 chúng ta thì có một con 7805 dùng để on off lấy 5V ở đây thì các bạn có thể thực hiện lấy 5V từ đây các bạn đưa về để nuôi Arduino. Đấy. Động cơ thì mình sẽ sử dụng một kênh của L298 đưa vào đây. Đấy, mình sẽ sử dụng ở đây là kênh A, do đó mình sẽ cắm chân EA sang với chân 5V. Các bạn thấy mình sử dụng 5 chốt. Đấy. Chân N1 và chân N2 thì mình sẽ lần lượt nối với chân 4 và chân 5 trên Arduino Uno. Chân của giao tiếp I2C chúng ta có hai chân SLSDA thì các bạn sẽ nối SLSDA từ module chuyển đổi giao tiếp I2C về với Arduino và cung cấp nguồn 5V cho module chuyển đổi I2C. Đấy. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể về cái cốt điều khiển của bộ sản phẩm này. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một số cái thư viện, đấy là thư viện Software Serial, thư viện Y.H, thư viện của LCD I2C. Đây các bạn chú ý khai báo cái địa chỉ I2C của module LCD ở đây. Ở đây thì mình sẽ khởi tạo một cái giao tiếp serial có tên là RFID và chân ở chân 2, chân 3, tức là chân 2 là chân RX của cái cổng này và chân 3 là chân TX của cổng này. Ở đây thì mình có khởi tạo một số cái biến mình sẽ dùng ở trong cái chương trình chính. Đây ở đây. Đây là vòng voi setup. Thì ở đây mình sẽ có sử dụng một số pin, đấy là mình sẽ dùng pin 4 và pin 5. Đây các bạn sẽ nối pin 4 và pin 5 vào với chân N1, N2 của module L298 để điều khiển module L298. Ở đây mình sử dụng một chân 13. Đấy, chân 13 thì mình sẽ nối với LED màu xanh để báo là trạng thái cửa mở. Pin 12 ở đây các bạn khai báo là pin 12, pin 13 là output. Thì pin 12 mình sẽ nối với con LED màu đỏ để báo chúng ta là khi nào mà thẻ đưa vào là thẻ sai. Đấy, các bạn có thể thay con LED màu đỏ bằng có chip hoặc là bằng còi báo động để báo động khi nào mà có thẻ đưa vào sai. Ở đây thì mình khởi tạo luôn giá trị cho hai chân A455 đều là mức 1. Đấy, thì tức là khi ở hai chân này đều ở mức 1 thì module L298 ta sẽ không làm gì cả. Đây, ở đây thì mình đầu tiên mình sẽ xuống vòng void loop. Đây là vòng lặp của chúng ta, vòng lặp chương trình chính của chúng ta. Thì ở đây mình gán cho cái biến value này bằng 0, bằng rỗng. Đây mình có in ra để debug thôi.
Đấy, sau đấy mình sẽ thực hiện in in ra ở trên LCD. Ở đây các bạn thấy là mình sẽ in ra từ vị trí thứ tư của hàng thứ không, tức là sẽ in ra từ vị trí thứ tư của hàng đầu tiên. Thì ở đây các bạn thấy này, chữ mời quét thẻ sẽ được in ra từ vị trí thứ tư của hàng đầu tiên. Đấy, sau đấy in ra cái tự là mời quét thẻ. Đấy, sau đấy mình sẽ thực hiện kiểm tra từ cổng serial của mình. Đấy, xem có tín hiệu về hay không. Nếu có tín hiệu về thì thực hiện việc đọc cái giá trị từ cổng serial về và gán vào biến value end này. Đây. Đấy, xong đấy ở đây mình có in ra để đi bắt. Xong đấy ở đây các bạn sẽ đặt điều kiện, đúng không ạ? If nếu cái value end này bằng đây, bằng đây thì hai cái giá trị này sẽ do hai cái thẻ này trả về, thì các bạn có thể quẹt thẻ vào. Đấy, xong đấy quan sát trên LCD hoặc quan sát trên monitor để biết là cái giá trị này là bao nhiêu. Thì các bạn muốn thêm thẻ thì các bạn cũng chỉ việc là copy các giá trị đấy và đưa vào đây, hoặc đổi mã thẻ thì cũng chỉ việc copy và đưa vào đây. Đấy. Sau đấy mình sẽ thực hiện cái việc xóa màn hình đi. Đấy. In ra mã thẻ này. Đây các bạn thể thấy mình in ra mã thẻ. Đấy, in ra là cửa mở. Thì đây các bạn thể thấy. Đây, các bạn thể thấy đây là mã thẻ là này, mã thẻ này và cửa mở. Đấy. Sau khi xong thì mình sẽ tiến hành gọi một cái chương trình con để điều khiển module 298. Thì các bạn thể thấy chương trình con của mình ở đây. Đầu tiên mình sẽ điều khiển cho động cơ quay thuận trong 3 giây để mở cửa. Đây thì bạn thể thấy cái thời gian này thì các bạn sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp với cái động cơ của mình. Đây thì các bạn thể thấy mình sẽ bật chân 4 đến mức 1 và chân 5 đến mức 0 thì khi đó động cơ sẽ quay thuận. Đấy, trong vòng 1 giây và dừng. Sau đấy mình sẽ delay cái khoảng này trong 5 giây để đợi chúng ta mở cửa ra. Đấy, sau khi chúng ta mở cửa xong thì mình lại bật cho chân 4 đến mức 0, chân 5 đến mức 1 để động cơ quay ngược lại. Đấy, đóng cửa lại. Sau đó mình sẽ đưa cho tất cả chân 4, chân 5 và chân 13 về mức 0, tức là chúng ta sẽ thực hiện việc là dừng hoạt động của L298 và tắt led trên chân 13. Đấy, đấy là cái chương trình con vòng điều khiển. Đây, còn nếu như cái mã thẻ đưa vào mà không đúng với cái mã chúng ta đã cài đặt ở đây thì mình sẽ L ở đây, tức là ngược lại thì xóa màn hình đi và in ra màn hình là mã thẻ sai. Đồng thời bật led ở trên chân 13 lên, delay 1000, sau đấy là tắt led đi và gán biến value E về bằng 0. Thì cái phần mã code này thì mình sẽ để ở dưới phần comment ở bên dưới video, các bạn có thể copy về tham khảo. Ngoài ra các bạn cũng có thể chỉnh sửa phần code này, mọi ý kiến góp ý thì các bạn có thể để lại ở bên dưới phần comment. Video giới thiệu về module RFID HZ1050-125kHz của nhóm review đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.